Thông tin từ Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng cho biết, trên đường chở con về nhà mới đây, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo, công tác tại khoa hô hấp Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, đã cấp cứu kịp thời một cháu bé trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim vì sạc sữa tại thôn 6, xã Kiên Bái, huyện Thủy Nguyên. Cụ thể, tối ngày 4 tháng 7, đang trên đường về nhà, chị Thảo thấy một người đàn ông, ông nội cho bé, bế trên tay một trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi trong tình trạng bị ngưng thở, tím tái, chạy đằng sau là người phụ nữ, mẹ cháu bé đang khóc thất thanh. Với linh cảm của bà mẹ có con nhỏ và là một điều dưỡng nhiều năm kinh nghiệm, chị Thảo lập tức dừng xe, tự giới thiệu là nhân viên y tế để đỡ cháu bé trên tay người đàn ông, rồi khẩn trương cấp cứu bằng cách ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp. Tiếp đó, chị cùng gia đình bế cháu bé lên taxi và liên tục hỗ trợ cấp cứu cháu bé suốt quãng đường đến bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Khoảng 10 phút sau, taxi tới bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên. Chị Thảo bế vội cháu bé vào khoa cấp cứu và thông tin cho các đồng nghiệp bệnh nhân đã ngừng thở, ngừng tim, đề nghị mọi người lấy nội khí quản để cấp cứu cho bệnh nhân. Điều kỳ diệu đã đến, bé sơ sinh có mạch đập trở lại và được chuyển tuyến tới bệnh viện trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Qua 6 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, bé bú tốt và các thông số trong máu đã dần trở về bình thường. Bố bệnh nhi cho biết, tối ngày 4 tháng 7, ông pha sữa cho con uống với bình sữa 400ml, có lẽ cho uống quá nhiều nên cháu bị sạc sữa. Tâm sự về hành động cứu cho bé thoát khỏi cửa tử trong gan tất, điều dưỡng Thảo cho biết sự việc diễn ra quá bất ngờ, khi thấy cháu bé tím tái người chị tập trung vận dụng những kỹ năng kiến thức chuyên môn để xử lý cấp cứu cho bé theo chị bất cứ điều dưỡng nào khi rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ làm như mình